Kính chào tất cả các bạn, hôm nay mình cho các bạn xem một cái video ngắn các bạn. Các bạn thấy không? À, chủ ao người ta à, các bạn. Rất là vui mừng các bạn. Đó, các bạn anh Minh nè, anh ấy, đây nè, anh cho đàn cá. Đàn cá người ta ăn các bạn, đó các bạn thấy không? Đó. Cá ao các bạn, cá nuôi ao thôi, nhưng mà rõ ràng rằng đây là trong một những cái điều kiện hiếm hoi để chúng ta tận hưởng các bạn. Tận hưởng những cái giây phút thư giãn của mình đối với những cái đàn cá sống trong một cái ao bình thường thôi các bạn. Các bạn thấy không? Phải nói cái đàn cá này nó rất là bé các bạn, nó khoảng 2 ngón tay thôi. Nhưng mà nó sống trong 100 con anh ba, 100 con mà chừng nào xuống 30 con em mới bán. Đó, các bạn thấy không? Đúng không? Các bạn nghe nghe chủ ao người ta nói không? Mẫu nó còn trăm, hơn trăm. Đó, lên hàng nó mẫu đó. Chúng ta trở về với cái đời sống tuyệt hảo của mình là thiên nhiên các bạn. Mặc dù đây là nhân tạo các bạn, nhưng mà rõ ràng chúng ta phải nhìn nhận rằng là không có thiên nhiên là không có chúng ta các bạn. Phải có thiên nhiên mới có chúng ta các bạn. Và chúng ta đang phải nuôi nấng thiên nhiên các bạn, chứ không phải nhân tạo thế này các bạn. Các bạn thấy không? Đàn cá rất là... Đàn cá rất là, phải nói là đang vui sướng tận hưởng những cái khoảnh khắc, những cái khoảnh khắc mà tận hưởng những cái món thức ăn của mình các bạn. Đó, gần đó em. À, các bạn thấy không? Đến đây thì mình chuẩn bị tạm dừng video ở đây các bạn. Kính chào tất cả các bạn.